365 ngày cùng với các thánh học trường Giê-xu. Ngày thứ 240. Lời Chúa Giê-xu trong Tin Mừng Ma-thêu chương 12 câu 39. Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Lời Thánh Catharina thành Siena. Phạm tội là con người, nhưng ngoan cố trong tội là ma quỷ. Học với Chúa Giê-xu. Lời Chúa hôm nay, Chúa nói với nhóm người kinh sư và pha-ri-sêu cứng lòng, cố chấp ngày xưa. Họ đòi hỏi Chúa làm dấu lạ, họ mới tin, mới sám hối, ăn năn trở về. Chắc chắn Chúa thừa sức để làm dấu lạ tỏ tường theo đòi hỏi của họ. Nhưng cách thức Chúa chọn khác, vì Chúa không muốn người ta rơi vào lối sống chỉ thích đi tìm phép lạ chữa lành, hay dấu lạ được ngã xuống giữa muôn người và nói tiếng lạ. Điều quan trọng trong đời sống đức tin là tương quan thân mật với Chúa, là sống mãi trong sự hiện diện của Chúa. Hơn nữa, Chúa cũng đã làm nhiều phép lạ, và những kẻ cứng lòng thì vẫn trơ trơ như đá. Rồi phép lạ tuyệt vời nhất không phải là ta được chữa lành bệnh thể lý hay được Chúa cho nói tiếng lạ, mà là chính Chúa. Ngôi hai Thiên Chúa mặc lấy thân phận con người để chia sẻ cuộc sống với chúng ta, để hiện diện trong chúng ta. Và cuối cùng, trong yêu thương, Ngài đã chết trên thập giá, và sau 3 ngày Chúa sống lại. Biến cố nhập thể và phục sinh của Chúa Giê-xu là phép lạ tuyệt vời nhất ban tặng cho nhân loại chúng ta. Phép lạ này đã được tin báo trước qua dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Vì bất tuân lệnh Thiên Chúa phải nằm trong bụng cá 3 ngày, và sau khi sám hối cầu xin Chúa, con cá đã nôn ông ra trên đất liền. Một cụ già suốt ngày ngồi trên ghế xích đu và thề sẽ không bao giờ đứng dậy cho đến khi gặp được Chúa. Một cô bé đang chơi với một quả bóng thấy thế liền hỏi: suốt ngày cụ ngồi đong đưa trên chiếc ghế này để chờ đợi Chúa sao? Đúng thế, trước lúc nhắm mắt lìa đời, ta muốn tin chắc rằng có một Thiên Chúa. Ta chỉ cần một dấu chỉ, nhưng tới nay ta chưa nhận được dấu chỉ nào. Thưa cụ, Chúa cho cụ một dấu chỉ mỗi khi cụ hít thở, mỗi khi cụ ngửi một cánh hoa thơm, mỗi khi cụ nghe tiếng chim hót, mỗi khi có một đứa trẻ chào đời. Chúa cho cụ một dấu chỉ mỗi khi cụ cười hay mỗi khi cụ khóc, mỗi khi cụ cảm thấy nước mắt lăn trên gò má cụ. Chúa ban cho cụ một dấu chỉ trong mưa gió và khi thời tiết thay đổi. Có biết bao nhiêu dấu chỉ, nhưng tại sao cụ chưa tin? Cụ ơi, Chúa ở trong cụ, Chúa ở trong cháu, không phải cần tìm kiếm, vì Ngài luôn có đó. Má cháu luôn căn dặn cháu: này Lily, nếu con tìm những cái vĩ đại thì con đã nhắm mắt lại rồi. Bởi vì thấy Chúa là thấy những điều đơn sơ, thấy Chúa là thấy sự sống trong tất cả. Lạy Chúa, Chúa ở trong tất cả, và trên hết, Chúa ở trong mỗi người chúng con. Xin Chúa làm cho trái tim và trí hiểu chúng con luôn mềm mại,
để nhận ra Chúa, đấng yêu thương, đang hiện diện sống động trong chúng con, cũng như để chúng con không rơi vào tình trạng cứng đầu, ngoan cố, mà biết ăn năn sám hối, trở về với Chúa, như lời Thánh Catharina thành Siena đã nói với chúng con. Phạm tội là con người, nhưng ngoan cố trong tội là ma quỷ. Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Catharina thành Siena, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giêsu. Khi vừa thức giấc, mời bạn cùng tôi cảm tạ Chúa về hơi thở mới của ngày sống. Thở ra, hít vào một vài lần, đặt tay lên trái tim, ta cảm nhận được sự sống đang đập trong ta. Theo từng nhịp tim là tình yêu của Chúa đang vỗ về ta. Chúa đang hiện diện trong ta đó bạn. Không chỉ trong ta, mà xung quanh ta, trong anh chị em, trong các bông hoa, trong ánh mặt trời, làn gió hiu hiu. Cảm nhận Chúa trong mọi sự là hồn sống hôm nay. Mỗi lần nhận ra Chúa hiện diện, ta thầm tạ ơn Chúa bạn nhé. Chút gì dân Chúa đang tràn về
gì kia.